Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Honey. Mình là Hạnh Nhân, hiện là giảng viên bộ môn nail của Trung tâm. Hôm nay mình quay về với chủ đề học nail không có khó thì bài gì ta? À, để mà sản phẩm ở trên bề mặt móng á, thì lúc mà chúng ta đắp á, thì chúng ta cần phải nhớ các bước này nha. Và đặc biệt hôm nay chúng ta phải nói với nhau á, về các bước tiến hành đắp treo. Làm sao cho bộ treo của mình nó đẹp nè và nó bền giống như là đắp bột vậy đó mấy bạn. Thì mời các bạn xem clip tiếp theo nha. Thì ở đây chúng ta phải đi phao cái bề mặt móng thật của khách cho nó có độ nhám nhẹ lên như vậy. Sau khi bạn đi phao rồi, bạn phủi hết bụi cho nhân. Sau khi mình đi bay rồi thì mình sẽ tiến hành đem hơi nha bạn. Đem hơi cái lớp bay này đi. Rồi mình hơi lớp bay này xong, mình sẽ tiến hành đắp gel. Khi đắp gel á, bạn cầm cái cọ giống như là cầm một cái bút đi học. Rồi bạn xoắn cho cái độ bay này, cho cái lớp đắp gel này, cho cái lớp gel này nó tuôn xuống ha. Bạn không cố gắng rời khỏi cái cọ. Khi này bạn sẽ đổi qua cây cọ nét để bạn đi thật là sắc sảo vào hai bên cạnh này mà nó sẽ không có bị tràn. Xong sau đó bạn có thể đem hơ ngắn 10 tới 20 giây gì đó. Rồi trước khi mà bạn đem hơ thì bạn có thể làm một động tác lật cái tay của khách vuông góc này, bạn vỗ nhẹ cho hai bên cạnh nó gom, nó tụ về đường giữa nha bạn ha. Nếu như anh chị có dịp đến với 161-163 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh để tham quan cơ sở học tập tại Trung tâm Honey và tìm ra được những gói combo học tập vô cùng hấp dẫn nha. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở clip sau.